Chào mừng các bạn đã đến với channel. Ngày hôm nay thì mình đang có đây một sản phẩm giá rẻ đến từ Microsoft mang tên là Lumia 540. Có vẻ như là Microsoft rất là chăm chỉ sáng tạo ở mảng phân khúc giá rẻ, khi mà hết 535, 532, rồi 435, rồi lại đến 540 ra mắt. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng mình khám phá xem 540 liệu có gì độc đáo so với lại một loạt những sản phẩm giá rẻ khác đến từ Microsoft hay không. Trên màn hình của các bạn đang là hộp của 540. Các bạn có thể thấy là hộp máy vẫn đi theo truyền thống của Microsoft. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một số góc cạnh hình ảnh của chiếc máy. Với một chấm trắng ở bên cạnh máy thì chúng ta cũng có thể biết trước được máy bên trong có màu gì rồi. Ngoài cái phiên bản màu trắng chúng ta đang có ở đây thì 540 sẽ có thêm 3 phiên bản màu khác, đó là xanh, đen và vàng da cam. Một số thông tin cơ bản về máy thì sẽ được Microsoft cung cấp ở mặt sau. Đầu tiên thì thứ mà Microsoft muốn nhấn mạnh nhất chính là camera trước độ phân giải lên tới 5 megapixel, một con số khá lớn so với lại tầm tiền 3 triệu rưỡi của máy. Camera sau cũng rất là ổn với 8 megapixel. Màn hình của 540 sẽ có kích thước 5 chấm với độ phân giải là HD. Cung cấp sức mạnh xử lý cho 540 sẽ là một con chip 1,2 GHz lõi kép, chính xác sẽ là Snapdragon 200. Kéo nắp hộp ra và chúng ta sẽ gặp 540. Có thể thấy là về cơ bản thì 540 không khác biệt nhiều về thiết kế với những máy Lumia giá rẻ trước đây, nhất là 640. Trước khi đến với những chi tiết về bản thân chiếc máy, chúng ta sẽ đi xem phụ kiện đi kèm có gì. Sẽ rất là nhanh thôi, bởi đơn giản là phụ kiện sẽ chỉ gồm có một củ sạc có dây đính kèm. Nhược điểm là các bạn sẽ phải mua thêm một cọng cáp kết nối micro USB ở bên ngoài, nhưng mà ưu điểm thì sẽ là dây mảnh và rất là dài, tiện vừa dùng vừa sạc. Sách ứng dụng thì không nói làm gì rồi, máy nào cũng có. Đến với chiếc máy, cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay 540 là rất là thích, bởi mặt lưng của máy được vắt cong đều về bốn cạnh, rất là ôm tay. Ngoài ra thì còn cả thích mắt nữa, bởi vật liệu Microsoft chọn cho lớp vỏ sau gồm hai lớp. Lớp ngoài thì sẽ là nhựa bóng trong suốt, bên trong mới là nhựa polycarbonate màu sắc. Các bạn sẽ có thể thấy rõ hai cái lớp nhựa này khi để ý kỹ phần cạnh máy. Ở mặt sau chúng ta sẽ có camera 8 chấm, đi cạnh là đèn flash LED nằm khá là xa. Logo Microsoft ở dưới và dưới nữa thì sẽ là loa ngoài của máy. Cái nắp lưng này của 540 thì có thể tháo ra một cách không dễ dàng cho lắm, nhưng mà khi đã tháo ra rồi thì chúng ta sẽ có thể thay thế rất là nhiều thứ. Thay pin này, cục pin 2200mAh, thay thế nóng thẻ nhớ, thay nguội hai sim. Mặt phẳng lưng của máy thì sẽ được vát cong rất là nhiều, tuy nhiên những đường cong này sẽ kết thúc ở cạnh máy. Phần viên máy của 540 trông sẽ khá là sắc cạnh và mạnh mẽ, nhưng mà Microsoft đã chọn một giải pháp rất là khéo léo, đó là vát chéo cạnh nhằm loại bớt cảm giác cấm tay nhưng mà vẫn giữ được những nét thẳng mạnh mẽ. Về cách sắp xếp phím thì bên cạnh phải sẽ bao gồm phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn. Cả ba thì đều mang màu đen khá nổi bật trên nền trắng. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cái viền liền mạch không có gì cả. Cạnh trên sẽ là giắc cắm tai nghe 3.5 và phía bên dưới sẽ là cổng micro USB. Mic thoại thì các bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy ở cạnh dưới, tuy nhiên thì được làm rất là nhỏ và lại đặt lệch về một bên, nơi tiếp xúc giữa màn hình và viền. Chuyển qua mặt trước, chúng ta sẽ bắt gặp một tấm kính lớn chứa màn hình và bao quanh tấm kính này sẽ là một viền nhựa nổi lên trên. Sờ thì có hơi cấn tay một chút nhưng mà nó sẽ giúp màn hình được bền hơn, ít xước, ít vỡ hơn. Màn hình của 540 có độ lớn 5 inch và độ phân giải là HD. Rất là may là màn hình này sử dụng tấm nền IPS LCD chứ không dùng AMOLED nên khá là sắc nét. 540 là một chiếc máy giá rẻ cho nên là Microsoft đã chọn cắt đi công nghệ ClearBack giúp nhìn dưới nắng tốt hơn. Tuy nhiên thì trong điều kiện ánh sáng trong nhà, khả năng hiển thị của 540 vẫn rất là tốt. Camera trước thì sẽ là một điểm sáng trên 540 khi nó có độ phân giải lên tới 5 megapixel. Còn camera sau thì sẽ là 8 chấm đi kèm với đèn LED. Duy chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nó chỉ có khả năng quay video 480p. Đây có lẽ là động thái cố tình cắt giảm tính năng nhằm phân biệt phân khúc giữa 640 và 540 của Microsoft. Cấu hình của 540 có thể nói là đủ với phần lớn nhu cầu cơ bản, với sức mạnh xử lý đến từ con chip Snapdragon 200 và 1GB RAM. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu với các bạn chiếc Lumia 540. Nhìn chung thì đặc điểm nổi bật nhất của 540 chính là mức giá chỉ có 3,5 triệu đồng của nó. Còn những đặc điểm còn lại về thiết kế, cấu hình của 540 thì không có quá nhiều khác biệt so với những chiếc máy Lumia giá rẻ khác của Microsoft. Ngoài ra thì camera trước độ phân giải rất cao so với lại tầm giá cũng là một điểm thu hút người tiêu dùng. Những đánh giá cũng như là so sánh chi tiết hơn về Lumia 540 sẽ được eChannel gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.